Xin mến chào cô chú anh chị đã đến video tiếp theo của Vương Phạm TV. Ngày hôm nay Vương đang có mặt ở đây, một hoàn cảnh hồi bữa Vương đã tới thăm và vay cho cô chú anh chị. Thì Vương truyền tải được một cái clip cho cô chú anh chị xem, và có một ông chú ở bên thị sĩ gửi cho cô một món quà nho nhỏ. Thì ngày hôm nay thì mình có một mớ cá khô, gọi là lương thực đồ khô, và gạo nha cô chú anh chị nha. Thì Vương sẽ dẫn cô chú anh chị vào cái hoàn cảnh này, và Vương coi thử tình cờ cho cô làm cái gì. Ôi ôi, cô chú anh chị coi đây, cô chặt cây chuối làm gì này. Ôi ôi, ôi ôi, một tay luôn. Ôi ôi, con chào cô ạ. À, cô đang làm gì đây? À, cô xách trái chuối cho heo. Ủa, cô một tay mà sao mà cô chặt được cây chuối hay vậy? Đang chặt cái này, không có làm thì lấy gì ăn. Vậy hả? Đang chặt làm, mình mới có ăn. Là cô chặt cây chuối này vô là mình sắt ra cho heo ăn không cô? Vâng ạ. Ôi ôi, ngày hôm nay con tới đây á, thì con có một tí xíu đồ đây này cô chú, vợ cô. À, con gửi cho cô nha. Dạ. Là cô sắt chuối này là cô sao một tay cô sao cắt? À, cắt thử cho con coi. À, cắt thử cho con coi nha. Trời ơi, lần đầu tiên mà Vương thấy cô và có một cánh tay mà sắt rất là điêu luyện luôn nha, rất là chuyên nghiệp luôn cô chú anh chị. Trời ơi, trời ơi, hồi nãy là lần đầu tiên mà con thưởng là ai vét cây chuối không à? À nãy hả? Ờ dạ đúng rồi, con thưởng là ai mà vét cây chuối vô đi vô đây mà ai nhè con thấy là cô. Con dần thấy gần gần à cô. Trời ơi, con giật mình luôn, cô mà một tay vừa cầm một cái cây rượu và cái cây chuối, vét cây chuối nữa và đi phà phà luôn. Rồi là cô bào cái này là cho heo ăn hay là cho gì ăn cô? Cho heo ăn. Cho heo ăn hả? Ừ. Ôi ôi, là heo nó ăn một lần hết một cây chuối này luôn hả cô? Một ăn hai bữa. À, là mình chỉ là sắt này là mình có trộn gì thêm cho nó không cô? Tốn cám. À, trộn cám. Ừ, bắt đầu mình sắt xong mình bầm mình tốn cám cho ăn. À, là bây giờ là cô bào sẵn hay là cô cho ăn liền luôn bây giờ? Để tối mới ăn á. À, là cô bào sẵn rồi để, à, tối, để tối mới ăn ha. Ôi ôi, là chuối này cô chặt ở đâu đây? Ở đây nè. À, là nhà mình luôn này không cô? À, là chuối này là nhà mình trồng luôn hay là ở đâu vậy cô? Nhà mình trồng á. À, là cô tự tay cô trồng luôn? Tự tay trồng luôn á. Ôi ôi, coi cát này cô chú anh chị. Rất là điêu luyện luôn nha cô chú anh chị nha. Coi này. Đó, miếng nào ra miếng nấy luôn, nó mỏng lét luôn này cô chú anh chị. Đó, đây là một cái kỹ thuật luôn. Giống như là cái miếng nào nó ra miếng nấy luôn này cô chú anh chị, nó mỏng đều luôn nha. Đó, đây nè. Wow. Đó,
Rồi hồi sáng giờ cô có đi lượm con bò không? Có chứ. Vậy hả? Ừ. Rồi cô về lâu chưa? Mới về thì à, mới về luôn hả? Ừ. Là cô mới vừa về là về cô... mà mới về, còn mới về té. Dạ. À, cô về nó mới con mới té á. À cô về rồi giờ, ừ. Con mới tới luôn hả? Ừ. Ôi ơi, thôi có một cái tay thôi mà rất là giỏi luôn cô chú anh chị. Mà giỏi thì răng làm cho. Con không biết tại sao mà chồng của cô mà bỏ cô cực kỳ uổng luôn á. Ừ. Một tay vậy mà quá cực kỳ giỏi luôn mà sao bỏ cô luôn á ha. Không biết nữa. Dạ. Trời ơi. Là mình sắt 2 ngày là nửa cây chuối này không cô? Là buổi tối nó ăn á? Mình sắt nửa cây thôi. À là thì mai mới sắt lại á. À mai sắt lại. Ừ. Là bao nhiêu con ăn lận cô? Hả? Mấy con ăn lận? 2 con thôi. À 2 con ăn nửa cái cây chuối này. Ừ. À. Ôi ơi. Là 2 con heo bự không cô? Không có bự, nhỏ nhỏ thôi, 2 con đây nè. Là heo này là heo của mình luôn hay là heo của ai cô? Heo của mình luôn á. Heo của mình luôn hả? Ừ. Hồi bữa thì Vuông vô thì Vuông cũng không để ý con heo. Tại vì Vuông dòm sơ qua thì dạ, không thấy con heo nào cả. Ừ. Mà con đâu thấy con heo nào đâu ta? Đây này cô chú anh chị, có con nào đâu? Con có con cái con đực á. À là nó nằm ở trong đó. Nằm ở chuồng dưới, còn đực chừng này con cái. À thì hàng chi nó núp mà con tìm hồi bữa con vô con dòm con để ý dòm mà con đâu thấy đâu. À không để ý. Dạ. Rồi ngày hôm nay này con có đem mớ cô thích ăn cá khô không? Thích chưa? À. Cảm ơn con. À, đây này, hàng này là hàng hàng ngon và hàng đặc biệt luôn á nha cô nha. À. Cô biết cá này là cá gì không này? Cá này cá búa. Hả? Cá này cá búa. Cá búa hả? Dạ, đúng rồi. Có phải cá búa không? Này là cá búa người ta còn gọi là cá chim á. Dạ. Dạ. Đây là cá này là ấy khô luôn này. Ừ. Cái này ăn ngon lắm ạ. Ừ. Cái này là một là mình nướng, hai nữa là mình nấu canh. Nấu canh chua ăn ngon lắm ạ. Dạ đúng rồi, nấu canh chua ăn ngon lắm. Ừ. Tại con thấy con lên đây con thấy bà con cô bác ở trên này này là phải ăn cái loại cá này. Nhưng mà mình quăng đâu có đâu. Dạ. Nhưng mà cái loại cá này nha. Đây này con lấy ra một con cho cô coi thử này. Cái loại cá này á là nó rất là mềm dẻo luôn. Còn có nhiều con thấy con lên á là có nhiều người á là cá nó cứ ngắt cứ ngơ luôn. Nó ăn không được ngon lắm đâu. Cá này là rất là ngon luôn á. Cá này chắc lạc muối á. Dạ. Rồi cá này cô biết cá này cá gì không? Đây là cá liệt phải không? Hả? Cá liệt không? Cá liệt. Đúng rồi. Đó. Rồi đây cô biết cái này là cái gì không? Mực. Biết cá gì không? Mực. À mực hả? Thì ra là đây là mực này cô. Cái mực này cô biết làm món gì không cô? Ừ. Cái này là cô biết làm món gì để ăn cơm không? Cái này mình xào. Mình xào. À. À, là mình xào không hay là mình xào rau? Muốn xào rau cũng được, xào chua cũng được. Rồi học đó giờ là cô có thường xuyên ăn những cái món này không? Không có đâu. Sao vậy? Đâu có đi chợ, đâu có tiền mà đi chợ. À, không có tiền đi chợ mua mấy này à. Cái này là may mắn. Dạ. Với lại con mang cho cô một bao gạo nữa này nha. À, cảm ơn con. Dạ. Ừ, đây nữa này cô. Ừ. Cái này là ngon lắm ấy nha. Đây, trong cái ba lô của con này rất là bí ẩn luôn nha. Đây chai rượu cô biết nhậu không? Thì uống ít thôi. Cái này chai đó chai rượu cô biết chai rượu không?
đây đây, để con chùi ra rượu, biết rồi rượu này. Đây này, đây là rượu rượu tây. Rượu tây biết rồi đó. Cô biết cô học đó giờ cô có uống rượu không? Nước nằm chi cá cơm là cô biết cái gì không? Cá mắm à. Mắm đúng rồi, là nước mắm cá cơm. Cô đọc được nước mắm cá cơm này, đúng rồi. Tiếng, nước mắm cá cơm tiếng thống cá cana na cana nơ cà nà, nên tên là cana cana nước mắm nước mắm cana là cái loại này là ăn cực kỳ ngon luôn á cô. Là con chủ yếu là con vô đây con coi thử, con tròn cô thử và thử cô biết uống rượu không? Ai nhỉ, cô cũng không biết uống rượu không luôn à? Không à. Đây là mắm nha, không phải mắm, là rượu nha cô nha. Biết rồi, cái này này người chai cá cà nè. Thì ra mình lừa cô không có được cô chú anh chị. Biết rồi, cái đáp này là cái bên nắp mê rượu đâu. Mà nước mắm nè. Mà cô giờ thấy cái chai không mà cô không đọc chữ á là cô biết. Thì niềm thì biết. Giống niềm mới biết chứ. Dạ. Cái nên là mở nắp này là biết rồi. Cái chai mắm, ví dụ mà cô ăn cơm á, cô nấu cơm nha. Cô nấu cơm xong rồi á là cô nướng cá khô cô ăn, còn không á là cô lấy chai mắm này cô xịt lên cơm. Cô ăn cực kỳ ngon luôn á cô. Đó, tại cái mắm này ăn với cơm là ghiền luôn á. Dạ. Là cực kỳ ngon luôn. Và cái đây là mực nữa này. Đó, cô ví dụ là cô bỏ tí xíu dầu hoặc là tỏi, khử tỏi lên xong rồi cô chiên đó, hoặc là cô nướng cô ăn cũng được nữa, được. Cô nấu canh cô ăn cũng được nữa. Ở đây mình có sử dụng tỏi không cô? Có. Có hả? Mấy người bán rồng hả? Mấy người bán rồng. Ủa bán rồng làm gì vô to trong này được? Mình đón chú đường cái á. À là mình đi lút tút ra ngoài đường cái luôn. Đường cái mình đón mua. Dạ. Cô thấy cảm nghĩ ngày hôm nay như thế nào cô? Bữa nay là chúc con may mắn. Không, ý còn nói là cái cảm giác của cô là ngày hôm nay cô thấy sao? Bữa nay thấy mừng của con. Dạ. Có được có đúng không? Dạ. Có quả tặng cho cô. Dạ. Trời ơi. Đây. Thì cái này là con tặng cho cô hết luôn nha. Đó, rồi cô để dành cô ăn hàng ngày nha cô nha. Vâng. Đó. Rồi còn cái này là nhớ là chai nước mắm. Không phải nha. Không phải chai rượu, ăn là chai nước mắm. Đúng rồi. Cái này là nước mắm nè. Chai nước mắm không phải là chai rượu. Cái này là nước uống mắm. Là tiêu luôn á. Uống nước là này. uống vô là nước. Dạ, nước mắm cá cơm nè. Dạ đúng rồi, nước mắm cá cơm. Dạ. Đó, cái này là nước mắm là ăn với cơm là ngon lắm á. Dạ. Còn mấy cá này là nó vừa lẹt lẹt thôi, nó vừa mặn lẹt thôi, nó không có mặn lắm. Là mình nướng mình ăn với cơm cũng được, rồi nấu canh cũng được. Đó là cô muốn ăn gì, muốn làm cái món gì, như là cô thích tái chế làm cái món gì cô cứ ăn. Đó, mấy cái món này là con gửi tới cho cô nha. Cảm ơn con. Cảm ơn nhiều. Dạ. Cảm ơn con nhiều. Cái này là không phải của con đâu, là có một người ông chú. Đó, ông chú ở bên thị sĩ gửi cho cô. Thấy cô hoàn cảnh của cô rất là khó khăn này kia nọ, thì chú này gửi cho cô là những cái món quà này. Thì những cái món quà này trị giá là 400.000. Đó là có cái chai nước mắm nữa của cô chú anh chị. Thì 400.000 và chú đó gửi riêng là một số tiền. Cô biết nhiều không? Không biết nữa. Không biết luôn hả? Tại giờ hồi nãy giờ con đâu có nói cô đâu mà cô biết giá tiền bao nhiêu đúng không? Đúng rồi. Mà
Cô biết những cái mệnh giá đồng tiền không cô? Hả? Cô biết mệnh giá tiền không? Ví dụ là tờ này là cô biết được bao nhiêu tiền không? 1.000. À, 1.000. Vậy là cô biết giá tiền đúng không? Thì biết ế thôi. Vậy hả? Ừ. Cô biết tờ này nhiêu không này? 500. Vậy mà biết ít gì nữa cô? Cái này là biết lắm luôn rồi. À, vậy là cô cũng biết những cái mệnh giá tiền đúng không? Ừ. Thì ngày hôm nay con gửi cho cô là 2 triệu. À, là của ông chú ở bên Thị Sĩ. Thị Sĩ. Giấu tên, không cho biết tên. Dạ. Gửi cho cô là 2 triệu. Tổng cộng trong này là 4 tờ. Đây, con gửi cho cô là 1 tờ, 2 tờ, 3 tờ, 4 tờ, là 4 tờ 500. Đó, là tổng cộng là 4 tờ 500 là nhiêu cô? 2 triệu. Dạ, đúng rồi. Đó, 4 tờ 500 là 2 triệu. Là những cái tiền này á, cô có dự đoán cô muốn làm gì không? Mình thì muốn thì mình có cái gì thì mình muốn mua dê đồ. À, là cô ước mơ là cô lấy số tiền này là cô mua dê mua đồ để chăn nuôi kiếm tiền thêm hả? Ừ. Wow. Con lần đầu tiên con lên trên này, con mới gặp được cô là cô có được một cái suy nghĩ nuôi chăn nuôi. Đó, tại vì mình ở đây á, mình chăn nuôi tiền á là mình xài cũng vẫn hết thôi cô. Xài cũng hết. Dạ đúng rồi. Còn mà mình chăn nuôi á là nó sẽ, ví dụ mình nuôi một con dê thì nó sẽ đẻ ra thành hai con dê, và hai con dê đó nó sẽ đẻ ra thành ba con dê và bốn con dê và nhiều hơn nữa. Vậy là sau này là cô là đại gia chăn nuôi, trại chăn nuôi luôn. Wow. Đại gia chị, đại gia. Bữa nữa là cô giàu luôn á. Giàu gì, già rồi mà chẳng không giàu gì nữa. Tại vì con thấy là có rất rất là nhiều người tiền thì để sinh hoạt ăn uống cũng có này, từ tiền cũng để làm việc này việc nọ. Nhưng mà lần đầu tiên con suy nghĩ là cô có tiền là cô chỉ trang trải để ăn uống sống thoải mái hơn thôi, nhưng mà cô suy nghĩ là để chăn nuôi để có thêm một cái số tiền nhân đôi hơn nữa không cô ha. Vậy thôi cô đem vô cái này cất trong nhà bếp đi. Đây cô cất đi. Là cô bỏ vô bị ha. Đây con dạch mì ra cho cô bỏ vô. Hôm đó giờ cô ăn cá này nhiều không? Không có tiền mà mua cá ăn đâu. Chỉ ăn bậy bạ ở nhà. Là thường xuyên mỗi ngày là cô ở trên đây cô ăn cái gì? Cái ăn... chai này là chai thủy tinh nha, cái chừng nó bể cô. Dạ. Mình cầm riêng ra đi, mình cầm riêng ra đi. Để con phụ cô cho. Con phụ cô, con rinh vô cho. Đây. Cô có một tay thì cho cô để rinh cái chai mắm. Còn Vương thì sức khỏe dồi dào thì Vương rinh nhiều hơn của cô. Đây là nhà bếp của cô hả? Cho con vô cũng ăn được không? Vô đó. Ôi, cái nhà bếp này chỉ là những cái cây đóng lại làm vách thôi cô chú anh chị. Ôi ôi, cái nồi gì mà bự dữ vậy cô? Cháo heo. À, cháo heo hả? Ừ. Ôi. Đây này cô, cái này để đâu cô? Qua đi. À, cá coi chừng để cho mèo với lại mấy con kia nó lục đó nha. Không. Còn gạo này? Gạo để nhà trên. À, gạo để nhà trên hả? Ừ. Dạ. Rồi, để đây luôn đi. Ừ? Để đây luôn hay đem lên nhà trên? Lên nhà trên. Rồi còn cái nhà này là nhà gì cô?
Cũng nhà bếp. Nhà bếp luôn hả? Nhà bếp rộng dữ cô. Đây là nhà trên này cô chú anh chị. Nhà cô còn gạo nhiều không? Đâu có gạo đâu. Hả? Đâu có gạo đâu. Hết vậy gạo ăn. Bây giờ cô ăn lại gì? Thì ăn ít thôi. Thì mua ít thì mua một ký hai ký ăn. Đâu gạo của cô đâu? Đây này, tao còn bị này. À, còn bị nhiêu đây thôi hả? Ừ. Rồi ôi, may mắn quá là ngày hôm nay là Vuông tới đây cho cô một ít gạo để cô ăn. Vậy là cô không có sợ hết gạo nữa đúng không cô? Cảm ơn. Rồi con bỏ ở đây nha. Là tối là cô ngủ ở trên này hả? Cái võng này ai nằm? Bỏ khăn áo quần đồ. À, bỏ áo quần. Ừ. À, còn cô là nằm ở dưới đây. Ừ. Úi, gì vậy? Trời ơi, làm giật mình luôn. Làm Vuông hết hồn luôn cô chú anh chị. Chắc là những cái cây nó kêu á. Cây kêu. Rồi ngày hôm nay cái cảm giác của cô như thế nào? À. Không biết đường mà nói nè. Mừng quá không biết đường gì nói luôn hả cô? À. Cô nhớ là cô ráng ăn uống đầy đủ cho nó có sức khỏe nha. Cô có cá rồi đó. Rồi cô kiếm những cái trái đu đủ hoặc là gì đó. Rồi cô nấu canh hoặc là ăn cho nó bồi bổ sức khỏe thêm nha. Mình làm gì làm, mình ăn, mình giữ gìn sức khỏe. Tại vì mình ở đây á là có một mình thôi. Có một mình thôi. Gió nó nhập thôi cô chú anh chị. Cô nhớ giữ gìn sức khỏe nha cô nha. Và nãy giờ cô con cho cô mớ quà mà cô quên sắc cho heo ăn luôn. À, quên. Ôi mày ba đá đây cô. À. Đây. À, đi qua bên đó ngồi vừa làm vừa tâm sự luôn. Ừ. À. Cô tính mua dê để nuôi hả cô? Ừ. À, một con dê nó tầm khoảng bao nhiêu tiền lận cô? Không biết nữa. Mình không biết hả? Mình đi hỏi hả cô? Ừ. À, mình đi hỏi là dê giá bao nhiêu rồi mình mua. Ừ. À. Vậy là nhà mình hiện tại giờ là có heo, rồi chuẩn bị là có dê, rồi nhà mình có gì nữa không cô? Đâu có gì nữa đâu, mình ước mơ thì ánh sáng thôi. À, chỉ là ước mơ thêm một cái ánh sáng nữa thôi. Ừ. Dạ. Không, ý của con nói là nhà cô là đang chăn nuôi á, là nuôi con heo, dê và gà. Rồi nhà cô còn con gì để nuôi nữa không á? Bữa con bò rồi, mua bữa con bảy mua con bò rồi. À, là bò con, bò con bò, á. Tiền đâu mà bảy cô mua bò đã vậy? Con Kha. À, Kha, Kha cho hả? Ôi ôi, Kha cho một con bò luôn cô chú vậy. Wow, vậy là cô có thêm một con bò nữa. Rồi cô chăn nuôi gì, cô thấy mệt lắm không? Không có mệt, thì mưa rôm cho nó ăn. Là sao? Mưa rôm cho nó ăn. Mưa rôm là gì? Rôm bò ăn á. À, là rôm. Rôm á. À, mưa rôm. Rôm mà cô nói là rum nghe không có rõ. Dạ. Thôi giờ thì con cũng không có làm phiền cô nữa, để cho cô làm công việc của cô nha. Ừ. Ủa cô, mấy cái điều này là ở đâu vậy cô? À, lụm xanh quanh đây nè. À, cô lụm mấy cái hộp điều này để làm gì? Để bán kiếm tiền. Bán nhiêu, bao nhiêu một ký cô? Không biết nữa, chưa bán mà biết. Là học đó giờ là cô chưa lụm luôn? Chưa lụm á, đâu có tay mà lụm. À, là ở đây là nó chỉ mới ra trái thôi à? Mới ra tay. Con thấy cái cây ở ngoài cạnh ngoài kia là nó bự lắm à? Bự mà không có tay, năm nay không có tay. À,
Cái vườn đào đó là của mình luôn hay sao? Của mình luôn. À, chị ha. Ừ. Chị thôi con cũng xin phép con về luôn nha cô nha. Ừ. Thì con cũng chúc cô dồi dào sức khỏe nha cô nha. Thì ngày hôm nay Vương tới đây thì Vương làm một cái cầu nối gửi cho cô. Là nãy giờ là con nói cô có biết được là ai tặng cho cô cái món quà đó không? Con tên gì mà biết, là có biết cái tên Vương. Hồi nãy là con nói là đúng con là tên Vương, nhưng tên mà Vương. Cái số tiền và những cái món quà đó là của chú bác chú ở bên thị sĩ. À, ở bên chú của Bình thị sĩ. Dạ đúng rồi, thị sĩ giấu tên. Dạ. Đó, là gửi cho cô để cô có một cái kinh phí ăn uống sinh hoạt qua ngày. Đó, tại vì chú đó là đồng cảm thấy hoàn cảnh của cô đáng thương quá thì giúp đỡ. Thì con tới đây là con làm một cái cầu nối là để trao những cái phần quà và số tiền đó cho cô. Thì cô có cái lời nói nào đến tới chú không? Có, cảm ơn chú hòa sĩ. Thì ở thì, bên, thì, ở bên thị sĩ. À, thì con cũng cảm ơn chú đã giấu tên ở bên thị sĩ. Thì cũng đã cho cô là tổng cộng là 2 triệu và những cái món quà lương khô. Trị giá là 400.000, tổng cộng là 2.400.000. Dạ đúng rồi. Đó, thì con cũng rất cảm ơn chú đã đồng hành với con và giúp đỡ cho bà con cô bác nghèo khổ giống như cô này. Đó, thì con cũng cảm ơn chú rất là nhiều luôn. Và Vuông xin tạm dừng cái video luôn để cho cô làm tiếp cái công việc của cô và để lo cho những chú heo để ăn uống. Con xin phép cô con về luôn nha. Thì mong cô chú anh chị hãy để lấy cho Vương một cái like và một cái đăng ký và một cái chia sẻ nữa để Vương có một cái động lực Vương ra nhiều cái video và giúp đỡ cho bà con cô bác nữa nha cô chú anh chị nha. Và bây giờ Vương xin tạm dừng cái video và hẹn gặp lại cô chú anh chị những cái video tiếp theo. Và bye bye cô chú anh chị. Bye bye. Bye. Bye.